Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, một mùa Noel nữa lại đến. Chúa giáng trần với bao mong mỏi chờ mong trong lòng những người con công giáo, đặc biệt với các bạn sinh viên công giáo Việt Nam. Chắc chắn, háo hức là tâm trạng chung của người công giáo nói riêng và của cả nhân loại nói chung. Đối với các bạn trẻ, Giáng sinh còn là mùa không thể thiếu mỗi dịp đông sang. Cái lạnh buốt trong đêm canh thức sẽ giúp mọi người xích lại gần nhau hơn và cùng nhau canh thức đón Chúa giáng trần. Hòa chung trong không khí rộn ràng của mùa Giáng sinh, của tất cả bạn trẻ trên thế giới, cách riêng các bạn sinh viên công giáo, Giáng sinh còn là mùa của cống hiến, mùa của tình nguyện. Cứ mỗi độ Giáng sinh về, các bạn sinh viên công giáo tỉnh Hà Nam lại rục rịch với những kế hoạch tình nguyện đầy hứng khởi và thú vị. Làm vệ sinh các nhà thờ nơi quê nghèo, dựng hang đá, thăm hỏi những gia đình có người già cả neo đơn cũng là một nét đẹp truyền thống từ lâu đời. Với số lượng không hề nhỏ, sinh viên công giáo Hà Nam là một phần của tuổi trẻ, là sức sống mới của những ngôi nhà thờ trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần tương thân tương ái, mùa Giáng sinh năm nay, nhóm dự định sẽ đi đến Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện, thị trấn Kiện Khê Thanh Liêm, giúp dựng hang đá, song song là thăm hỏi những cụ già neo đơn, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo chân kế hoạch của các bạn trẻ, giáo họ Châu Thủy, giáo xứ Phủ Lý là điểm đến tiếp theo của nhóm tình nguyện. Hoa đạo nơi đây có bề dày tín ngưỡng từ rất lâu đời, mặc dù thuộc về giáo xứ thành phố Phủ Lý, nhưng về kinh tế nơi đây còn rất nghèo khó và cần rất nhiều sự giúp đỡ từ những bạn trẻ như nhóm sinh viên công giáo Hà Nam. Những hang đá đơn sơ sẽ được dựng lên ở nơi đây trong thời gian tới. Những em thơ sẽ có những món quà tuy nhỏ bé nhưng đầy ắp tình yêu thương hiệp thông của các anh chị sinh viên dành cho các em. Không nề hà khó khăn, không ngại vất vả nhưng với nhiều bạn sinh viên, mùa Giáng sinh còn là mùa của xa quê. Bạn Nguyễn Thị Hạnh, sinh viên công giáo trường Cao đẳng Y Hà Nam chia sẻ: Trong khi quê hương mình đang háo hức đón Chúa Giáng sinh thì mình lại đi làm việc bác ái, nhưng trong tâm luôn quan niệm rằng làm việc bác ái là đang rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người. Và chắc chắn với tinh thần bác ái đó, lòng nhiệt huyết không ngừng nghỉ của các bạn, tôi tin sẽ được đền đáp đúng nghĩa với câu tục ngữ ở hiền gặp lành.